Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày 26 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc sáp nhập các chi cục thuế khu vực. Xử phạt 100 triệu đồng vi phạm mái kè Đồng Thiện. Ân Thi thận trọng trong tái đàn gia súc gia cầm. Quản lý chặt các đối tượng có nguy cơ nhiễm dịch COVID-19. Đột phá phát triển ngành y tế Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập chi cục thuế khu vực. Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Dự tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ cuối năm 2018 đến tháng 2 đầu năm 2019, ngành thuế đã tiến hành sắp xếp hợp nhất 565 chi cục thuế để thành lập 269 chi cục thuế khu vực, giảm 296 chi cục thuế, hoàn thành việc hợp nhất 100% các chi cục thuế. Số lượng chi cục thuế sau khi hợp nhất còn lại là 415 chi cục thuế. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành thuế cần tập trung thực hiện ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngành thuế, cải cách quản lý thuế, cắt giảm thủ tục hành chính thuế, mạnh dạn đề xuất các giải pháp đột phá giảm thiểu những phiền hà khó khăn, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân, nâng cao chất lượng nhân lực ngành thuế. Riêng Hưng Yên hợp nhất 10 chi cục thuế của các địa phương thành 5 chi cục thuế khu vực là Tiên Lữ, Phù Cừ, thành phố Hưng Yên, Kim Động, Yên Mỹ, Ân Thi, Mỹ Hào, Văn Lâm và Văn Giang, Khoái Châu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế khu vực làm tốt công tác tổ chức sau khi hợp nhất như công tác đảng, đoàn thể, tuyên truyền giáo dục tư tưởng, sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự, nghiệp vụ chuyên môn, quản lý tài sản, tài chính, xây dựng cơ bản và ấn chỉ, công nghệ thông tin, công tác, pháp chế, trách nhiệm pháp lý, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020. Hiện 5 nhà máy nước sạch ở thị xã Mỹ Hào đã cơ bản xây dựng lắp đặt xong đường ống dẫn nước theo phân vùng được giao. Đã có trên 11.400 hộ dân đầu nối sử dụng nước sạch đạt 42,7%, trong đó phường Bần Yên Nhân đạt tỷ lệ 100%. Để hoàn thành nhiệm vụ đến hết năm 2020, 100% hộ dân trên địa bàn thị xã sử dụng nước sạch, lãnh đạo thị xã Mỹ Hào, cán bộ chủ chốt các xã phường, thôn, khu phố và đơn vị cấp nước đã bàn bạc thống nhất các giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân trong việc sử dụng nước sạch, tiếp tục giám sát chất lượng nước của các nhà máy, đảm bảo khai thác hiệu quả công trình. Phối hợp với các nhà máy nước, bàn giao mặt bằng để các đơn vị thi công, đường ống cũng như việc bảo vệ công trình cấp nước. Đại diện lãnh đạo công ty nước sạch Ngọc Tuấn khẳng định sẽ hoàn thành việc lắp đặt đường ống xong trong quý 1 và triển khai lắp đặt đồng hồ, đấu nối đường ống cấp nước cho 100% hộ dân của thị xã trong năm 2020. Trước việc công ty cổ phần xăng dầu Hưng Yên có trụ sở tại thôn Lam Sơn, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, xây dựng công trình và ép cọc bê tông trên mái kè Đồng Thiện khi chưa được cấp phép. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ xử phạt đơn vị thi công 100 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu đơn vị thi công tháo gỡ toàn bộ công trình vi phạm và hoàn trả lại công trình kè Đồng Thiện, hoàn thành xong trước ngày 12 tháng 3 năm 2020. Nếu không thực hiện, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ tổ chức cưỡng chế giải tỏa. Trước đó, trong tháng 12 năm 2019, công ty cổ phần xăng dầu Hưng Yên mới được chấp thuận về chủ trương đầu tư xây dựng, chưa có hồ sơ xây dựng bến thủy nội địa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chưa được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chấp thuận về việc thi công xây dựng công trình trên tuyến kè Đồng Thiện tại xã Thiện Phiến, song tự ý thi công bến thủy nội địa với hàng chục trụ bê tông lấn ra mép sông và phá vỡ kết cấu kè. Nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi và tránh tình trạng chăn nuôi ồ ạt dẫn đến cung vượt cầu, hiện nay các trang trại gia súc gia cầm tại huyện Ân Thi rất thận trọng trong việc tái đàn. Sau Tết Nguyên đán là thời điểm người chăn nuôi tập trung tái đàn, tuy nhiên, đây là giai đoạn chuyển mùa, dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm diễn biến phức tạp nên hơn 150 chủ trang trại gia trại tại xã Đa Lộc dè dặt trong việc tái đàn vật nuôi nhằm tránh rủi ro có thể xảy ra. Như trang trại nuôi gà của ông Đoàn Văn Hợi duy trì số lượng đàn nuôi hơn 4.000 con gà các loại. Dù còn khả năng mở rộng tổng đàn, tuy nhiên gia đình ông Hợi nuôi gà theo từng lứa với số lượng đàn nuôi phù hợp, chứ không ồ ạt.
Song song với đó là việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch hiệu quả. Trong lúc này thì chúng tôi giờ đang tạm nghỉ không ồ ạt vào tái đàn và thực hiện các biện pháp sát trùng thường xuyên trong tuần. Tức là đàn nào chưa hết lịch vaccine thì tôi vẫn phải làm tiếp. Tất cả các hộ trong xã có tái đàn thì đều phải báo cáo với ban thú y. Mà nếu mà tái đàn thì phải chăn nuôi khép kín an toàn sinh học. Chúng tôi phun tiêu độc khử trùng tất cả các đầu mối giao thông và các hố rác và các trang trại và các hố chôn. Hiện nay huyện Ân Thi có trên 1,3 triệu con gia cầm. Các điều kiện chăn nuôi từ khâu kiểm soát chất lượng con giống đầu vào, chuồng trại, chăm sóc và phòng bệnh đều được các chủ hộ thực hiện nghiêm ngặt. Đối với các hộ chăn nuôi gia súc, đặc biệt là nuôi lợn, thực hiện nghiêm các quy định khuyến cáo của ngành chuyên môn hướng dẫn. Tôi áp dụng các biện pháp coi như là phòng dịch rất là nghiêm ngặt. Tất cả các nguồn đầu vào, đầu ra tôi kiểm soát rất là chặt. Nếu mà có nhu cầu tái đàn thì chúng tôi sẽ thứ nhất là lựa chọn những nguồn con giống nó phải đảm bảo, tức là nó phải là nơi cung cấp có uy tín chất lượng. Cái thứ hai là có chuồng cách ly và chúng tôi sẽ khai báo với chính quyền địa phương đầy đủ để thực hiện làm sao mà một cách tái đàn nó hiệu quả nhất và nó an toàn nhất. Nhằm tránh rủi ro trong chăn nuôi, hiện nay bên cạnh việc cân nhắc kỹ, thận trọng khi tái đàn, các chủ hộ cần đẩy mạnh việc hình thành chuỗi liên kết chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tận dụng thế mạnh, các điều kiện thuận lợi tại địa phương để lựa chọn vật nuôi phù hợp đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tập huấn trực tuyến cho cán bộ ngành giáo dục về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, chuẩn bị các điều kiện tổ chức cho học sinh đi học trở lại. Gần 600 điểm cầu tại các phòng giáo dục đào tạo, các cấp học trên địa bàn tỉnh được thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và tại Hưng Yên, hướng dẫn các biện pháp giám sát và phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus 19 gây ra. Theo đó, các trường phải đảm bảo đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế, sẵn sàng các phương án đưa học sinh quay lại trường, nâng cao hơn nữa công tác giám sát, thông báo ca bệnh nghi ngờ, đề xuất các giải pháp, biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho giáo viên và học sinh. Đến ngày 25 tháng 2, Hưng Yên không có trường hợp nào nhiễm COVID-19. Trong số 30 trường hợp cần cách ly, 23 người đã ra viện. Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát và lây lan mạnh ở Hàn Quốc, Nhật Bản, ngoài việc tăng cường quản lý tuyên truyền các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm phòng chống dịch, các ngành chức năng của tỉnh đang tăng cường kết nối nắm bắt tình hình lao động của tỉnh đang làm việc ở hai nước này. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, hiện Hưng Yên có trên 423 lao động người Hàn Quốc và 453 người Nhật Bản đang làm việc tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, có gần 3.500 lao động trong tỉnh đang làm việc tại Nhật Bản và 445 lao động làm việc tại Hàn Quốc. Trong đó có 25 lao động đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Daegu và 3 lao động tại quận Cheongdo, Hàn Quốc, nơi đang có dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Hiện Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang xác minh lại lao động nước ngoài là người Nhật Bản và Hàn Quốc nào đã quay trở lại làm việc trước thời điểm dịch COVID-19 xuất hiện tại các nước trên. Lao động chưa quay lại và sẽ quay lại tỉnh làm việc trong thời gian tới để thực hiện ngay các biện pháp kiểm soát phù hợp, phòng chống lây lan dịch bệnh. Ngành chức năng đang liên hệ với các doanh nghiệp được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để nắm bắt thông tin về việc làm sức khỏe, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng dịch COVID-19. Trước mắt, tạm dừng một số đơn hàng đưa người lao động trong tỉnh đi làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Trước việc xuất hiện những tâm điểm dịch khác ngoài Trung Quốc như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, Italy, Pháp, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, lực lượng công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai công tác nắm, quản lý người nước ngoài, công dân Việt Nam đi công tác du lịch ở nước ngoài, trở về từ các vùng có dịch, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2, toàn tỉnh có 9 người Việt Nam từ Trung Quốc nhập cảnh về địa phương cư trú trong vòng 14 ngày. Trong đó có một trường hợp trú tại xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, đang thực hiện cách ly để theo dõi sức khỏe tại tỉnh Cao Bằng. Có 61 người Hàn Quốc, 3 người Nhật Bản và 56 người Trung Quốc nhập cảnh trong vòng 14 ngày. Hiện số người của 3 quốc gia này đang lưu trú, chủ yếu ở các công ty doanh nghiệp và khu đô thị Eco Park.
Hiện nay, tỉnh đã thực hiện nghiêm túc về quản lý theo dõi, giám sát sức khỏe của các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Đến thời điểm này, chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện về sức khỏe, nghi vấn bị nhiễm COVID-19. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, các chủ nhà nghỉ, khách sạn mà thường xuyên có người nước ngoài lưu trú và làm việc, để thông qua họ nắm tình hình người nước ngoài và kịp thời nắm bắt các trường hợp có biểu hiện sức khỏe nghi lây nhiễm virus corona. Trên cơ sở đó, báo cáo với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh của tỉnh. Huyện Yên Mỹ đang theo dõi 144 người đến từ một số quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Trong đó có 141 người đã kết thúc cách ly, còn 3 người đang thực hiện cách ly tại cộng đồng, gồm một người Đài Loan và 2 người Việt Nam. Đối với trường hợp một cá nhân trú tại thôn Yến Đô, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, đi du học ở Seoul, Hàn Quốc, trở về địa phương từ ngày 21 tháng 2, có các biểu hiện như hắt hơi, sổ mũi, đau rát họng, được người nhà đưa đến khám và hiện đang thực hiện cách ly tại Bệnh viện Phổi Hưng Yên. Đến nay, kết quả xét nghiệm lần thứ nhất là âm tính với COVID-19. Ban Chỉ đạo huyện Yên Mỹ chúng tôi đã tích cực chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã và các ban ngành đoàn thể cung cấp đầy đủ các thông tin đối với những người nước ngoài đã đi qua các nước có dịch, khai báo với địa phương và tổng hợp những số liệu báo cáo hàng ngày đối với cái ban chỉ đạo chúng tôi. Theo như thông tin là chúng tôi nhận được từ là Bệnh viện Phổi Hưng Yên, sơ bộ thì kết quả xét nghiệm ban đầu thì là đối với cả chị Trang này thì kết quả xét nghiệm là cho thấy âm tính, và các biểu hiện ho, khó thở, tức ngực, sốt thì không có. Trong thời điểm dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, việc quản lý theo dõi, giám sát sức khỏe và cách ly những người có nguy cơ nhiễm COVID-19, nhất là những người nước ngoài, công dân Việt Nam đi công tác, du lịch ở nước ngoài trở về từ các vùng có dịch nghi ngờ nguy cơ lây nhiễm là quy định bắt buộc. Việc làm này nhằm kịp thời điều trị đối với người được cách ly nếu không may nhiễm bệnh, bảo đảm an toàn phòng chống dịch cho cộng đồng và cho chính người thân, gia đình, người bị cách ly. Tính đến thời điểm này, tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 65 năm, ngày 27 tháng 2 năm 1955, trong bức thư gửi cán bộ y tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Lương y phải như tử mẫu." Thấm nhuần lời dạy của Người, trong suốt thời gian qua, ngành y tế Hưng Yên luôn nỗ lực hết mình để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt khi gắn với các phong trào thi đua yêu nước. 5 năm qua đã đánh dấu một chặng đường nỗ lực của ngành y tế tỉnh nhà với nhiều bước đột phá. Tháng 2, tháng để tôn vinh những người mặc áo blue trắng với nhiều hoạt động kỷ niệm vinh danh. Nhưng năm nay, ngành y tế tỉnh đang dồn tổng lực để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Rất nhiều y bác sĩ chấp nhận những nguy cơ lây nhiễm khi thực hiện công tác cách ly, cùng ăn, cùng ở với những trường hợp nghi nhiễm, làm sao để hiệu quả phòng dịch cao nhất. Không chỉ với việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác y tế dự phòng trong 5 năm qua đã đạt được rất nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhiều dịch bệnh nguy hiểm trước đây như tả, lị, thương hàn đã được khống chế. Các dịch bệnh mới xuất hiện như dịch cúm A, H5N1, H1N1, tiêu chảy cấp nguy hiểm, tay chân miệng, sốt xuất huyết đã được khống chế và dập tắt. Các dịch bệnh nguy hiểm như Ebola, MERS-CoV có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam và Hưng Yên đã được ngăn chặn kịp thời. Thì các bác sĩ y tế dự phòng luôn luôn tiếp cận với những các công tác phòng chống dịch và đi điều tra, giám sát những ca bệnh. Và đây cũng là một trong những yếu tố mà có thể làm cho cán bộ y tế dự phòng dễ phơi nhiễm. Cái lòng yêu nghề thì các bác sĩ, những người làm công tác y tế dự phòng, người ta vẫn tâm nguyện làm để phục vụ nhân dân, phục vụ sức khỏe của mọi người. Cùng với đó, công tác tiêm chủng mở rộng do sử dụng vaccine Quinvasem trong thời gian qua luôn được đảm bảo an toàn, không xảy ra tai biến đáng tiếc. Công tác phòng chống lao và bệnh phổi tắc nghẽn, hoạt động phòng chống đái tháo đường, phòng chống các rối loạn do thiếu iốt, công tác phòng chống HIV/AIDS được triển khai hiệu quả. 5 năm qua, việc tất cả các bệnh viện từ tuyến tỉnh đến cơ sở đều nỗ lực xây dựng những không gian bệnh viện hiện đại, thân thiện, xanh, sạch cũng là thành tựu nổi bật của ngành y tế tỉnh nhà. Trung tâm Y tế huyện Văn Giang với không gian đặc biệt ấn tượng luôn mang lại thiện cảm và yên tâm cho mỗi người dân khi đến thăm khám.
Tôi cảm thấy là cũng gần như là ở nhà mình, rất là sạch sẽ đấy và không gian rất là thoáng đãng. Có được sự tin tưởng đó nơi người bệnh không phải là điều đơn giản, mọi việc đều được thực hiện với cái tâm của người thầy thuốc với những suy nghĩ giản đơn. Chúng tôi là xuất phát từ cái tâm mong muốn được phục vụ bà con cũng như là bà con kế thừa của gia đình mình ấy. Điều đáng mừng là các cơ sở y tế không bị động, trông chờ vào nguồn đầu tư từ trên mà luôn chủ động chuyển mình, nâng cao cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất, mang đến hình ảnh những bệnh viện hiện đại, chuyên nghiệp và trở thành sự lựa chọn hàng đầu của bệnh nhân dù bệnh tật phức tạp. Ông nhà mình thì áp huyết, tiểu đường, lao tim mạch, phổi. Lên đây được các bác sĩ rất nhiệt tình, chu đáo mấy bệnh nhân và máy móc hiện đại. Điểm đột phá trong thành tựu 5 năm qua của ngành y tế Hưng Yên chính là sự phát triển về các dịch vụ y tế kỹ thuật cao. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu mà trước đây chỉ có bệnh viện tuyến trung ương thực hiện nay đã được triển khai áp dụng thành công tại tỉnh nhà. Nhiều bệnh viện đã đầu tư phát triển vào lĩnh vực công nghệ cao như bệnh viện đa khoa phát triển về lĩnh vực điều trị ung thư, bệnh viện sản nhi phát triển về lĩnh vực điều trị vô sinh hiếm muộn, bệnh viện y dược cổ truyền phát triển về lĩnh vực phục hồi chức năng. Các trung tâm y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố cũng được trang bị hiện đại, tăng cường khả năng chẩn đoán và điều trị. Sau khi điều trị tại bệnh viện sản nhi Hưng Yên, vợ chồng anh Tuấn, chị Hoài ở xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ đã đón nhận niềm hạnh phúc vô bờ bến khi sinh đôi được hai cậu con trai kháu khỉnh. Em gia đình rất là vui và mừng là đã sinh được hai cháu. Thứ nhất là em cảm ơn các bác sĩ ở bệnh viện sản nhi Hưng Yên rất là nhiệt tình và chu đáo. Niềm vui của gia đình anh Tuấn hay niềm hạnh phúc của gia đình có người bị đột quỵ được các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Đa khoa Phố Nối cứu sống. Nhiều bệnh nhân ung thư được điều trị nút mạch hóa chất, tìm lại được cuộc sống bình yên, vân vân. Đó là thành công và cũng chính là niềm hạnh phúc của đội ngũ y bác sĩ tỉnh nhà. Họ nỗ lực phấn đấu không phải vì những danh hiệu, những buổi vinh danh, mà chính là vì những niềm vui như vậy. Từ khi lựa chọn ngành y cho đến bây giờ, tôi luôn tâm niệm một điều rằng ngành y là một nghề đặc thù liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người. Bổn phận của người bác sĩ là cứu chữa người bệnh. Đó cũng là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào, là vinh dự và là niềm hạnh phúc của những người thầy thuốc như chúng tôi. Cũng giống như bác sĩ Trung, đội ngũ những người làm y tế tỉnh nhà luôn tâm niệm về trách nhiệm lớn lao trị bệnh cứu người trong mọi hoạt động chuyên môn. Tất cả đã tạo ra sự thay đổi lớn về phong cách ứng xử, thái độ phục vụ trong ngành y tế tỉnh nhà, hướng tới sự hài lòng nơi người bệnh. Tất cả những điều đó đã cho thấy ngành y tế tỉnh nhà đang nỗ lực hết mình để mang thành tựu của y học hiện đại về với người dân quê hương. Theo kế hoạch hoạt động chữa bệnh nhân đạo năm 2020 của Bệnh viện Mắt Alina tại khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang, hiện nay bệnh viện đang phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho 400 trường hợp. Trong đó, ưu tiên các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, miễn phí hoàn toàn chi phí thủy tinh thể, thuốc và vật tư tiêu hao dùng cho phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê, máy móc xét nghiệm ăn trưa do quỹ Leven Mỹ và Fred Hollow Úc tài trợ. Ngoài ra, bệnh viện còn hỗ trợ 75% cho 200 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể với chi phí chỉ còn 1 triệu đồng một mắt. Bệnh nhân trả tiền thuốc sau mổ, bệnh viện hỗ trợ đón trả một lần trong ngày mổ với nhóm từ 5 bệnh nhân trở lên trong bán kính 20 km. Miễn phí khám lại sau mổ 3 lần trong vòng 1 tháng tại địa chỉ của bệnh viện tại biệt thự 10, 11 và 12 Mimosa Eco Park, huyện Văn Giang. Sáng nay, huyện Phù Cừ tổ chức hội thảo lần thứ nhất cuốn lịch sử quân sự huyện giai đoạn 1945-2020. Ý kiến tại hội thảo đã đóng góp nhiều chi tiết sự kiện để sách xuất bản đạt chất lượng tốt nhất từ bố cục việc phân chia các chương, mục, nội dung sự kiện. Sách được chia làm 7 chương phù hợp với từng giai đoạn, vai trò của lực lượng vũ trang huyện trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội trong cả chiều dài lịch sử từ năm 1945 đến năm 2020.